Xin chào quý vị và các bạn, mình là Bùi Hiếu chuyên sửa chữa đầu đi ô tô. Hôm nay mình đang sửa cái con Lexus mà nó bị cái bị cảm ứng này. Con Lexus chẳng biết Lexus 350 con gì đó, LS hay gì 350 ấy. Nó bị không cảm ứng. Đa số con này nó hay bị cái trường hợp nó không cảm ứng. Nếu các bạn gặp cái lỗi không cảm ứng này thì hãy liên hệ ngay với Bùi Hiếu nhé, để Bùi Hiếu giúp đỡ các bạn sửa chữa cái màn cảm ứng này chứ không phải thay. Cảm ơn các bạn đã xem video.